Yaya Toure, cựu tiền vệ của Manchester City, mới đây đã bất ngờ đánh tiếng về khả năng chơi bóng tại một quốc gia Đông Nam Á trong thời gian sắp tới. Yaya Toure hiện đang khoác áo câu lạc bộ Thanh Đảo Hoàng Hải của Trung Quốc. Hợp đồng giữa hai bên đã chính thức đáo hạn ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, tiền vệ người bờ biển Nga vẫn muốn ở lại châu Á chơi bóng. Yaya Toure mới đây đã bổ nhiệm một công ty hàng đầu về marketing thể thao làm đơn vị đại diện tại châu Á để giúp anh chuyển đến câu lạc bộ mới. Richard Harkus, CEO của Harkus Group, chia sẻ: Yaya Toure có một đội ngũ PR và marketing hùng hậu tại châu Âu, những người luôn hết mình phục vụ anh ấy. Anh ấy là một huyền thoại thật sự của bóng đá thế giới và sở hữu lượng fan hâm mộ đáng kinh ngạc. Tôi có thể nói với mọi người ở đây rằng chúng tôi rất vui khi được làm việc với Yaya Toure tại khu vực Đông Nam Á, đồng thời có thể hỗ trợ những cộng sự khác của anh ấy trong việc đảm bảo hình ảnh. Yaya Toure vừa mới kết thúc hợp đồng tại Trung Quốc. Chúng tôi hy vọng sẽ giữ anh ấy lại bằng việc giúp anh ấy liên hệ với một đội bóng, nơi mà các cổ động viên châu Á có thể tiếp tục xem anh ấy chơi bóng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không níu kéo Yaya Toure bằng mọi giá. Ưu tiên của chúng tôi là phụ thuộc vào quyết định của anh ấy. Yaya Toure từng 3 lần vô địch ngoại hạng Anh cùng Manchester City. Trước đó, tiền vệ này cùng Barcelona 2 lần vô địch La Liga và 1 lần đăng quang Champions League. Ở cấp độ đội tuyển, anh cũng từng lên ngôi vô địch CAN Cup vào năm 2015 cùng đội tuyển bờ biển Nga. Về thành tích cá nhân, Yaya Toure cũng từng giành được 4 giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi liên tiếp từ năm 2011 đến năm 2014. Đây không phải là lần đầu tiên Toure muốn đến Đông Nam Á chơi bóng. Theo các nguồn tin của Indonesia, năm 2019, đại diện của anh đã cố gắng tìm kiếm một câu lạc bộ ở đất nước xứ vạn đảo, nhưng cuối cùng cũng không thành hiện thực.